chia sẻ hơn ngắn gọn một chút về cái quá trình mà mình thực hiện tại OAO. Chị cảm thấy là những sợi giãn mạch của mình tiêu biến đi như thế nào được không ạ? Thực ra chị thì chị cảm nhận rằng là sau cái buổi đầu tiên một cái chị ạ, cảm giác là nó co lại rất là nhiều rồi. Sau rồi đến buổi thứ hai thì gần như là đến 80% là chị không còn nữa. Chị rất tự tin và lúc đấy chị cảm giác là yên tâm lắm, mà thích lắm. Thì chị đã có thể diện được những bộ váy ngắn và những cái quần sóc đi chơi rồi. Trước thì chị không tự tin nào. Nhưng bây giờ thì thực sự là chị khá là